Chào các bạn, mình nè, cảm ơn các bạn đã quay lại xem clip của mình nha. Cho mình một đăng ký nha, cảm ơn các bạn nhiều. Ở đây là rất là nhiều thực phẩm chức năng đến từ Nhật Bản, thì khá là rẻ, đồng giá 45.000 luôn. Thì có thể sử dụng từ 15 đến 20 ngày các bạn. Ví dụ ở đây để là 15 nè, đó 15 ngày, một ngày 2 viên, đây là uống trắng da các bạn. Ở đây có chữ Beauty White, còn ở đây cũng 45.000 luôn chứ quên. Uống được 20 ngày, một ngày một viên, cái này là rau củ tổng hợp. Còn cái này là tỏi đen, 20 ngày, một ngày một viên. Cái này là tăng sức đề kháng. Còn sữa ông chúa thì mình uống bịch thứ hai rồi, nó là đẹp da, 20 ngày một ngày 2 viên. Còn đây là vitamin tổng hợp 20 ngày mỗi ngày 2 viên luôn. Còn Việt Quốc này là sáng mắt nha các bạn, bổ mắt á, là 15 ngày mỗi ngày 2 viên luôn. Thì đồng giá 45.000 hết thì nó sẽ giúp cho mình khỏe hơn hay không thì mình cũng không biết nữa, nên các bạn cho mình một thời gian để mình nhậu hết cái đống này nha. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn trong cái clip khác. Khi mà mình ghép nó vào cái clip này để cho các bạn thấy được rằng cái thực phẩm này có tốt hay không, có đáng đồng tiền bát gạo để bỏ ra mua hay không trong thời buổi mà nói chung là mình cần sức khỏe hơn rất là nhiều vào thời buổi này nè các bạn. Cho nên mình cần những thực phẩm chức năng bổ sung thêm nữa cho cơ thể. Thì đây là bán đầy ở trên mạng hết và có giá cả khác nhau. Thì mình lựa được cái shop này là giá hạt rẻ nhất rồi, rẻ nhất luôn rồi các bạn. Cho nên mình sẽ thử để mà mình giới thiệu lại cho các bạn nha. Cho mình một ít thời gian để mình xài hết cái đống này nha các bạn. A few moments later. Chào các bạn, mình đã thử hết các loại thuốc và quay lại giới thiệu cho các bạn đây. Trong một thời gian dài, cảm ơn các bạn đã cho mình thời gian để thử nha. Thì mình có thể tóm tắt như sau. Đây là những viên thuốc của Daiso. Daiso là các bạn đã biết là cửa hàng tiện lợi của Nhật Bản á, họ bên Nhật thì gọi là cửa hàng trăm yên á, họ bán cái gì cũng giá hàng trăm yên à. Một số mặt hàng đặc biệt thì họ sẽ để cái giá chính thức của mặt hàng đó thì nó khác hơn. Thì đây là cửa hàng tiện lợi giống như cửa hàng tạp hóa, họ bán rất là nhiều thứ, trong đó cũng có viên thực phẩm chức năng. Đây là viên thực phẩm chức năng của Daiso nha các bạn. Thì ở đây mình mua rất là nhiều loại để mình thử và mình chia sẻ với các bạn luôn. Thứ nhất là có ba cái loại này thì mình khuyên các bạn đừng mua, đừng tốn tiền về ba thứ này. Thứ nhất á, là viên bổ mắt là bằng Luberi. Thì tất cả những gói này mình mua đều là 45.000 một gói hết, khá là rẻ so với viên DHC hàng trăm ngàn. Thì cái này chỉ 45.000 thôi. Còn giá trị thật của nó bên Nhật Bản thì chỉ có 100 yên mà thôi. Cho nên khá là có hai mấy ngàn là quá rẻ luôn đó các bạn. Cho nên cái này là cái rất là tiện lợi, một số shop người ta nhập hàng về người ta bán. Thì đây là cái cửa. Còn Daiso ở Việt Nam thì chưa có bán mặt hàng này, tại vì đây là thực phẩm chức năng là phải xin giấy phép của Bộ Y tế thì mới được bán nha các bạn ha. Cho nên họ chưa có xin được giấy phép, cho nên họ không có bán cái mặt hàng này ở Việt Nam. Thì đa số đều là hàng xách tay mà thôi. Thì các bạn có sợ trôi nổi không? Mình cũng sợ đó, cho nên mình uống thử và mình coi như thế nào thì mình thấy mình vẫn khỏe re, không có gì hết, thì mình mới chia sẻ các bạn. Chứ không thì tiền mất mà tật mang thì cũng uổng phí các bạn ha. Đây là viên thuốc bổ mắt Blueberry. Thì viên thuốc bổ mắt này á, mình thường hay làm việc ở trên máy vi tính và những cái thiết bị công nghệ nó khá là cường độ rất là cao đó các bạn. Một ngày nói chung là mình cầm điện thoại suốt à. Nó không có thể nào mà rời khỏi cái thiết bị điện tử hết á. Thì việc mắt mờ hoặc là mắt đau nhất là chuyện bình thường. Thì bạn nào là làm việc với máy tính, vi tính, điện thoại mà nhiều thì các bạn edit á, thì đa số là đều sẽ rất là mệt và nhức mắt. Thì viên thuốc này mình mua, mình uống rồi mình thấy cả chẳng thấy si nhê gì hết. Mình vẫn rất là mỏi mắt, đau mắt và mệt nữa. Mình cũng không có cải thiện về cái độ sáng á, cho nên mình khuyên các bạn đừng có mua loại này. Thì mùi vị của nó cũng rất là thơm, nó có mua thơm mùi vị đặc trưng của Luberi á, là Việt Quốc các bạn. Đây viên của nó thì cũng khá nhỏ, không có lớn nhiều. Một ngày á, thì ở đây người ta có nói rằng á, một ngày thì uống 2 viên. Đó, 2 viên của nó thế này rất là thơm các bạn. Thơm cái mùi của trái Việt Quốc này nè. Thì mình đã uống hết rồi, bây giờ chỉ còn có 2 viên này thôi, mình để lại để review các bạn. Thì viên này các bạn đừng uống, nó không có tác dụng gì cả, mua chỉ tốn tiền thôi. Thứ hai là viên trắng da. Nói thiệt á, ở bên Nhật á, thời tiết của họ khá là ôn hòa, nó mát mẻ lắm các bạn, cho nên không cần uống thuốc thì họ cũng trắng rồi. Còn Việt Nam á, thì thời tiết nó nắng gắt lắm, cho nên nhiều khi tới những cái mùa hè của Việt Nam á, thì nơi nào cũng nắng như đổ lửa hết. Thì viên thuốc nó như thế này nè, thì viên thuốc của nó cũng thơm thơm nhẹ, nó giống như mùi sữa hoặc là giống như mùi gạo đó các bạn. Nó mùi giống như mùi gạo. Thì cái một ngày á, thì ở đây cũng nói là một ngày thì uống 2 viên. Mỗi một viên của nó màu trắng trắng thế này nè các bạn. Cho nên mình cũng mua thử uống, mình chả thấy trắng gì hết. Nếu không dùng kem chống nắng ra đường thì vẫn đen thùi lùi thôi. Thì cái này không phí tiền lắm, 45.000 các bạn cũng đừng mua. Và thứ ba, loại này là loại mật ong, sữa ông chúa. Thì người ta nói là ngoài trắng da, dễ ngủ, còn tăng sức đề kháng. Thì mình cũng đã uống tới đây là bịch thứ hai rồi.
Và mỗi một bịch này á thì là xài cho được 20 ngày, mỗi một ngày 2 viên. Nghĩa là một bịch này là 40 viên. Thì mình đã uống đâu rồi? À, mình uống nó gần hết rồi các bạn. Đây, mình uống chỉ còn 2 viên này thôi. Thì mùi của nó khá là thơm, nó thơm mùi mật ong các bạn. À, nó thơm mùi của sữa của mật ong á, thì mình cảm thấy uống nó không có áp phê nhiều. Thì ở Việt Nam mật ong khá là rẻ, còn tinh chất á, và các bạn có thể mua ở trong siêu thị, mua ở những đại lý chính hãng, hoặc là mua trên các shop mall, ở các trang thương mại điện tử, thì các bạn xài mật ong như vậy thì nó còn tốt hơn là uống cái viên này. Cho nên cái viên này nó hoàn toàn nó không có tác dụng gì cả, mua chỉ phí tiền, chẳng thấy trắng da, chẳng thấy sức đề kháng gì cả. Cho nên ba cái loại thuốc này thì mình khuyên các bạn đừng có xài, nó không có tốt gì cho sức khỏe của mình nữa, nó vô thưởng vô phạt, uống cũng được mà không uống cũng được. Thì với 45 ngàn một bịch thì mình cảm thấy là không nên. Mình có thể mua đồ ăn gà rán hay là trà sữa gì đó thì mình còn thấy ngon hơn nữa. Thì ba cái bịch này thì mình cảm thấy khá là ok. Mình giới thiệu các bạn thì trong một thời gian mình uống á, thì đây là tỏi đen. Tỏi đen là một dược liệu rất là tốt các bạn. Trong cái mùa Covid á, thì nhà nhà xông tỏi, người người xông tỏi. Tỏi đen có mùi vị, tỏi á, thì nó có mùi vị hăng gắt, cho nên một số bạn không có thích. Cho nên đa số một số người thì người ta ăn tỏi được các bạn, người ta ăn tỏi cho nên người ta có cái sức đề kháng, thậm chí người ta còn lên men tỏi để thành tỏi đen, để cho nó có tăng lên cái dược tính của tỏi nữa. Và một bịch này á thì xài cũng được 20 ngày, mỗi ngày uống chỉ một viên thôi. Thì loại thuốc này á, nó có mùi của tỏi rất là hăng luôn các bạn, rất là hăng luôn, có mùi của tỏi luôn, cầm vô là thấy hôi mùi tỏi rồi. Và một viên này mỗi ngày chỉ được một viên thôi, thì mình chỉ còn uống có một vài và ba viên thế này. Thì mình thấy uống tỏi đen á thì nó tăng cái sức đề kháng, tránh cảm cúm, cho nên thường thì các bạn cũng nên mua loại này uống. Tại vì tỏi á, thì không phải là ai cũng xài được, ai cũng ăn sống được. Cho nên có thể mua những viên thuốc tinh chất của tỏi thì rất là tốt cho những người không thích cái mùi tỏi. Thứ hai nữa là các bạn nên dùng kèm với một dạng vitamin tổng hợp. Đây là vitamin tổng hợp, một ngày 2 viên. Một bịch này 45 ngàn, xài được 20 ngày. Thì mình thấy viên thuốc của Daiso nó khá là hạt rẻ, nó vừa có túi tiền. So với viên DHC thì hàng trăm ngàn luôn. Thì nó nhiều khi không túi tiền. Thì cái viên vitamin này nó cũng không có thơm mùi vitamin gì đâu. Nó hầu hoàn như không có mùi luôn các bạn. Thì này, nếu các bạn hỏi rằng trong cái vitamin, trong cái viên này có đủ các loại vitamin như là trên bao bì quảng cáo hay không, thì mình nói thật á, cho dù đem cái vitamin này nó giả nát ra thì trong cái đống bột đó mình cũng không biết là cái gì hết trơn. Đa số chúng ta mua chỉ an tâm vào nhãn hàng thôi các bạn, và rất an tâm vào người bán thôi, chứ làm sao mình tin, mình biết được trong cái này cái gì. Chỉ trừ khi các vị đem tới những cái viện khoa học để kiểm nghiệm thì các vị mới biết là cái thành phần trong đây có đúng những gì quảng cáo hay không. Thì cái việc đó cũng khá là tốn kém và đi lại phiền phức, lại cũng chẳng ai rảnh rỗi đâu mà làm những chuyện đó. Không thích thì đừng mua, à đúng không các bạn? Mình không thích thì mình đừng có mua, đừng có xài. Còn nếu như mình quan tâm thì tin tưởng thì mình an tâm mình sử dụng. Thì sau khi mình đã uống quá trời bịch thế này thì mình thấy mình cũng rất là bình thường, mình không có bị cái gì hết. Thì cho nên nghĩ đây cũng là thực phẩm chức năng thôi, nó cũng không phải là thuốc bổ giống như lời đồn trong xa xưa là nhân sâm ngàn năm gì cả. Nhưng mà nếu viên vitamin này mà kết hợp với viên tỏi đen á thì nó khiến cho mình có một cái sức đề kháng. Sức đề kháng này nó cũng là bình thường các bạn, chứ nó cũng không phải là sức đề kháng mà giống như là mình lao vào những người đang ho hù hù, mình hít lấy hít để rồi mình không bệnh gì hết, hoặc mình đi trong gió mưa mình không bệnh, thì mình nghĩ là cái đó là không thể nào rồi. Cho nên cái này chỉ có thể giúp cho mình chống chọi những cái bụi bặm ngoài đường, đừng có bị những cái bệnh vặt thôi, chứ nó không thể nào giúp cho mình gọi là đang cúm mà uống cái này vô cái hết cúm. Thì mình nghĩ đâu không đúng, tại vì đang sốt, đang cúm thì các bạn phải đi bệnh viện thôi, chứ làm sao có thể uống những viên này mà hết được. Đây là khoai thuốc đâu, cái đây là thực phẩm chức năng thôi, nó chỉ có thể giúp cho cơ thể mình nó khỏe một chút thôi. Giá 45 ngàn khá là hạt rẻ, xài được 20 ngày. Mình thấy là rất là thích hợp cho những bạn shipper, hoặc là phải đi trong mùa mưa bão hay là nắng gắt, thì có thể dùng cái loại này để có thể tăng thêm sức đề kháng cho bản thân. Thì tiền nào của đó các bạn, nó có 45 ngàn thôi, thì cái vitamin của nó bổ cũng không nhiều. Tùy, nếu các bạn nào thích thì xài đồ Nhật mà giá hạt rẻ thì có thể để ý mấy em này. Còn nếu không thì chúng ta có thể mua DHC hoặc ra ngoài nhà thuốc mua những viên sủi C á, mình dùng á, thì mình khỏe hơn nhiều. Nhưng mà sủi C nếu mình uống ít nước quá thì nó sẽ gây xạ sỏi thận các bạn. Và cuối cùng là các em rau củ này nè, rất là hot nha, một ngày chỉ một viên, xài được 20 ngày. Trong đây thì có tới 30 mấy loại rau củ khác nhau, mà có một viên bé xíu thế này nè. Các bạn nhìn thì các bạn có thể cảm giác trời ơi thấy ghê vậy trời. Ở đây nó lại là 82 loại rau củ mà có một viên à, một ngày một viên nữa chứ nè. Ở đây để đây một ngày một viên,
Nhật đó cũng dễ lắm các bạn có thể dùng Google dịch hoặc là dùng scan web để mà dịch ra. Như này 1 ngàn 1 viên đó các bạn. Đó, đây, 1 viên chút xíu này 82 loại tinh chất rau củ, chẳng các bạn tin được không? Cho nên đối với mình á, thôi thì cứ tin đi ha, tại vì giá cả cũng hạt rẻ, với lại mình cũng ít ăn rau lắm. Thì uống cái viên này á, thì thứ nhất là nó sẽ cung cấp các loại vitamin rau cho mình. Thứ hai á, có vitamin rau thì mình rất là đẹp da nè. À, rồi mình còn có thể không bị nhiệt miệng nè. Rồi thứ hai nữa là mình không bị táo bón nữa. À, cho nên vitamin rau củ nó có giúp cho mình rất là nhiều thứ, đem lại cái làn da đẹp, vóc dáng đẹp, rồi thậm chí là không bị nhiệt miệng, rồi không bị táo bón. Đó, thì mình thấy cái loại này uống cũng khá ok, mình cũng đang xài. Thì mình thấy, mình khuyên các bạn là nên mua 3 loại này. Còn có một số nữa, tổng cộng họ bán tới 10 mấy loại, nhưng mà mình mua 6 loại uống thử thôi. Thì mình thấy 3 loại này rất là xàm xí, cho nên mình không uống nữa. Các bạn cũng đừng bỏ tiền vào 3 cái loại này, nó rất là tốn kém. Còn 3 cái loại này thì các bạn nên cân nhắc. Thì các bạn nào thích uống tỏi nè, mà lại không ưa cái mùi tỏi thì có thể dùng em này. Các bạn muốn uống vitamin mà không muốn uống quân xe sủi, để mà uống ít nước quá có thể bị sản thận, các bạn có thể cân nhắc em này. Uống vô sẽ không bị sản thận mà uống còn có thoải mái nữa. Và thứ hai nữa là các bạn mà không ăn nhiều rau củ thì có thể cân nhắc em này. Có thể mua em này về để bổ sung vitamin rau củ vào. Thì đây là cái clip của mình giới thiệu về các thực phẩm chức năng của viên Daiso đến từ Nhật Bản cho các bạn, để các bạn có thể tham khảo hơn. Thì mình đã uống hết cái đống này rồi, các bạn thấy không, còn có vài viên thôi. Thì chính mình uống cho nên mình mới review cho các bạn được. Thì bây giờ thì mình clip mình cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Nhớ đón xem những clip khác nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm nhiều. Cảm ơn nhiều.